Chào mừng tất cả các cô gái đã đến với quán ăn ngày hôm nay của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với món gì nào các bạn? Các bạn nhìn xung quanh ở trong cái nhà bếp này, các bạn có đoán ra được chúng ta sẽ làm cái món gì không? Trời ơi, sao biết được đúng không? Đó chính là món pizza. Pizza, trời ơi, pizza. À, cho tôi hỏi là cô Simmy với cô Sammy, hai cô có thích ăn pizza không nhỉ? Tôi thèm pizza luôn á. Trời ơi, thích lắm đúng không? Bây giờ nha, nếu như mà ai á mà làm tốt á, ngày hôm nay tôi sẽ thưởng cho 10 cái bánh pizza đem về nhà. Đó. Nhưng nếu như ai mà làm sai ý tôi thì sẽ bị trừ nguyên một ngày lương ngày hôm nay luôn, biết sao không? Tại vì á, có mấy bạn fan bảo với tôi á là ủa anh Phong ơi, anh làm bếp trưởng cái kiểu gì đâu mà sao hai cái bà này quậy phá quá trời mà anh Phong không dám la hai bà. Ai quậy? Tụi tôi làm bằng cả con tim, bằng trái tim đúng xem. Đúng rồi, người ta làm bằng cả trái tim vậy mà bảo là chửi mà ông chủ là sao giờ mấy bà? Làm bằng cả trái tim cái kiểu gì mà gọi là làm làm rớt đồ ăn rồi làm cháy nhà bếp của tôi nữa mà kêu làm bằng cả trái tim hả? Thôi mệt quá, mệt quá, lại đây khách order nè, qua đây. Rồi bây giờ cô Simmy tán vô đầu khách để order đi. Mozzarella. Ok, bánh pizza mozzarella. Ok rồi, lại đây. Bánh pizza phô mai. Ở chỗ này tôi có một cái này, mấy bạn biết cái này là gì không? Đây là quyển sách hướng dẫn cách làm pizza đó. Thì cách để có thể làm cái món pizza đó thì chúng ta cần phải có hành tây cùng với lại cái bánh pizza là xong. Ok, thì mấy cô lại đây xem tôi nha. Đầu tiên nè, giới thiệu mấy cô cái hộp đỏ trước mặt chúng ta, đó chính là cái hộp tương cà, cái tương của pizza đó. Sốt cà chua. Ok. Bây giờ cô Sammy nhìn tôi nha, tôi sẽ đem lại đây nè, bỏ vô cái máy này. Mình sẽ mở nó ra. Đó. Sau đó mình sẽ đem lại đây, mình để nó xuống đây. Và ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái vá để múc canh nè, mấy cô thấy không? Cô Simmy rồi. Sao lần. Đây, chúng ta sẽ lấy cái vá này, chúng ta thọc vô đây, chúng ta múc một muỗng gọi là sốt ra, hiểu không? Sau đó chúng ta sẽ tưới lên trên cái bánh pizza. Rồi sau đó mình sẽ lấy hành, mình bỏ hành lên. Đó. Cái gì vậy? Tôi. Rồi. Sếp mình nấu ăn giỏi, có bỏ vô hình quán liền đúng ngay. Tôi mà. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng bằng một cái xẻng. Đó, chúng ta sẽ múc cái này tôi không biết là cái gì, mình sẽ múc cái bánh lên. Mình đem cái bánh qua đây, mình để cái bánh vô đây cho nó nấu. Đó, rồi mình chờ thôi. Cô Sammy đi ra chỗ khác cho tôi canh. Tôi đang xem. Vô nhìn đi hay lắm. Tránh ra để tôi nhìn cái bánh nó chín chưa nè. Rồi ok, bánh chín rồi, chín rồi. Rồi, lấy cho tôi cái dĩa, nhanh lên. Đây, cần gì, sếp ơi, đây, đưa tôi cầm cho. Đây, mình cái gì? Đừng, trời ơi, cái dĩa đâu. Ủa, sếp ơi, không cầm được nữa. Đây, tôi lấy rồi, đây, cái bánh pizza đây. Rồi, cô Simmy cầm cho khách đi. Sếp để đẹp dữ vậy, dạ, khách đây ạ. Thì để vậy là được rồi, trời. Để đi rồi. Đó. Đó. Rồi, ok, cái anh này cũng order cái món y chang nè. Cô Sammy thử làm cho tôi một cái đi. Bây giờ cô Simmy qua đây. Cô Simmy qua đây cùng tôi nhìn cô Sammy làm nè. Rồi. Sammy chưa làm gì vậy? Cô rửa chén. Đang rửa chén. Thôi để nhiệm vụ rửa chén cho Simmy đi. Bây giờ cô qua làm tôi cái bánh đi. Nhanh lên. Ok. Bình tĩnh. Để làm gì vậy? Để em. Để rửa chén cho cái việc mà làm em. Rồi okay. cô Sammy làm tôi coi ơi. Để em rửa cho. Ok. Đầu tiên cái này là bột hả? Cái này là hành tây, trời ơi. Bột cái hả? Biết bột ở đâu không? Bột trong tủ lạnh nè. Trời ơi. Tủ lạnh đây. Mình sẽ lấy cục bột rồi mình bỏ vô cái máy. Bỏ vô cái máy này nè. Đây. Rồi. Bỏ vô. Rồi, nó sẽ làm ra một cái bánh tròn tròn. Đó. Rồi, mình lấy cái nền múc ra. Đây. Rồi, sau khi mình lấy bánh, mình chét tương cà vô. Mình sẽ làm cái gì? Bỏ này vô. Ê, Sam ơi, hình như cái này là chi là phô mai sao mà chứ không phải là hành, Sam ơi, cái này là phô mai. Ok. Vậy thôi hả, để dùng. Không, đúng rồi. Người ta order phô mai, đúng rồi. Ok. Rồi, bây giờ. Ủa, sao lấy không được? Cô đưa đây tôi. Rồi bây giờ tôi chỉ nè. Cô cầm nó xong đúng không? Cô muốn thả nó ra thì cô phải bấm cái chuột phải. Đó, bấm chuột phải nó sẽ thả vô. Để tôi thổi lửa. Trời ơi, chị thổi gì sao được? Cô thổi gì ghê vậy? Thổi vi khuẩn không bây giờ. Ê, cái bánh chín ơi. Rồi lấy. Cô Simmy tránh ra nè. Rồi ok. Rồi.
Rồi đó. Xin lỗi. Lụm lại đi. Xin làm gì vậy? Chổi luôn. Cái gì vậy? Chết rồi. Trời, cái bánh pizza. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Được rồi. Rồi. Đây. Rớt hoài. Rồi bỏ dĩa. Chụp phải. Cô chổi. Cô làm. Đúng rồi, sếp ơi. Đây. Cô phải canh. Ok, rồi chụp phải nè. Đó. Hay quá rồi. Cái gì? Rồi, cô xin mi cho khách. Sao muốn chứ xin. Bên kia ăn kìa. Ui, chết rồi sếp ơi, khách đợi lâu quá, khách đi rồi. Ủa khoan, tự hình như hai anh này là hai anh khách khác đúng không? Ủa sao ông này ăn mỗi cái kia vậy đâu? Ủa sao ông ăn có mỗi cái phô mai ông chừa lại pizza? Rồi. Nói chung là cô Sammy hôm nay là làm rất là tốt cái món này nha mấy bạn. Các bạn chấm cho Sammy làm cái món pizza này bao nhiêu điểm cơ mình xuống bên dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với món pizza của Simmy. Rồi cô Simmy vẫn y chơi trang cái món như vậy, làm đi. Cái gì vậy? Ủa? Cô Sammy. Ôi gì vậy? Sao cô chọi cái bình sốt cà rồi? Ủa tôi đâu có chọi đâu, tôi đang rửa chén mà. Cô quăng cái chén hay gì đó mà nó văng cái bình. Cô vô order tôi ngay một cái bình sốt cà. Hết rồi nè, nhanh lên. Rồi, ok. Rồi, hay quá. Đúng không, sếp ơi? Đúng rồi, sốt màu đỏ đó. Rồi, hay quá. Rồi, bây giờ cái dĩa nè, cô Simmy bỏ bánh ra dĩa đi. Hay quá, ui đẹp quá. Cái này đẹp nha, Simmy quá dẻo. Hay quá. Very good. Tôi là khỏi cần mấy bạn fan chấm điểm luôn. Tôi chấm cho Simmy cái bánh này 10 điểm. Vậy nha. Trời ơi. Cây này là sẽ thưởng cho Simmy gọi là tiền hôm nay. Ờ ok. Wow, còn tôi sao? Cô Simmy thì tôi sẽ tặng cho cô một cái vé đi cắt tóc để cắt cái tóc của cô. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món pizza phức tạp hơn nhé mấy bạn nha. Rồi ok, ở ngoài đây có hai anh chị đang chờ order nè, để mình hỏi coi. Món tiếp theo sẽ là món pizza bro siêu to. Ui, pizza này mệt nha, có xúc xích, có phô mai, có cà chua, có cà chua. Ui. Đúng rồi, đây nè. Bên đây là phô mai với lại xúc xích. Ok, phô mai xúc xích. Tôi sẽ làm pizza diavola nha. Đó, cái pizza này nhìn nó hấp dẫn đó. Bây giờ đây nhé, này nha. Cô Simmy thì sẽ làm cái món bánh pizza đơn giản nhất. Cô Sammy sẽ làm cái món bánh pizza cùng với lại xúc xích. Còn tôi sẽ làm cái món bánh pizza cùng với thịt xông khói. Ok chưa? Ok. Rồi ok, bắt đầu làm ơi. Rồi để coi nguyên liệu ơi. Thôi, hết bột rồi. Tôi đi. Vô order ngay cho tôi một thùng bột luôn nghe chưa? Một thùng bột luôn hả? Đúng rồi. Rồi cô Simmy, cô đang làm gì vậy? Dạ, tôi đang làm cái pizza diavola gì á. Đó thôi, mạng hư rồi, không order được. Rớt mạng à? Rớt mạng rồi, không rồi đó được. Trời ơi, sao mà rớt mạng giờ đây vậy? Trời ơi, nhà hàng gì đâu mà rớt mạng. Mạng có làm được món rồi. Dùng rớt mạng nha, em vẫn làm được pizza, yên tâm. Trời ơi, Simmy làm được đúng một cái pizza đó thôi. Giờ rớt mạng rồi, giờ sao? Trời ơi. Ủa, từ, hình như không phải rớt mạng mà là cô Sammy chưa nhận xong hàng nè. Trời ơi, phải đem nguyên cái thùng vô trong mới được, hiểu không? Rồi, để tôi order, bột đúng không? Bột có gì nó thiếu gì không? Tôi order cho nè. Tôi cần bột nè, xúc xích, hành tây, có gì order hết đi. Rồi cô Simmy lại làm được thêm một cái bánh nữa rồi hả? Quá là giỏi luôn. Nhưng mà thật rồi. Là sếp, bình tĩnh sếp, em đang bị rớt cái pizza, ok. Ok, rồi, bỏ cái dĩa đi. Rồi, tôi cầm cái dĩa luôn cho cô nè, đó, cô bỏ cái dĩa. Đó, bỏ lên. Đừng mà. Đây nè, bỏ lên. Okay. Em bỏ nó xem ơi, để dĩa xuống. Tôi xin lỗi rất nhiều. Rồi đó. Ủa mọi người chơi đá banh này gì mà sao khơi vậy? Đây hạt tới đây rồi. Đây. Cái gì vậy cô Simmy? Sao mà cái bánh mà cô lấy lâu quá vậy? Cô bỏ ra để tôi. Để tôi làm cho. Bánh này mọi người, bánh này. Sao cô quăng cái gì? Sao cô quăng cái gì? Tôi. Bỏ xếp để vô để em đưa khách. Rồi, xong rồi sao mất ổn rồi vậy? Sếp ơi. Rồi đó.
Ôi, okay. Rồi. Cô Sammy ra coi còn hàng gì đâu, đem vô luôn, khách đông lắm rồi. Lấy vô nè, sếp vô làm việc đi, tôi. Đây. Tôi đang phụ cô đem đây, vô nè. Để tôi nấu ăn cho, khổ quá cái nhà hàng thiếu tôi là không có làm gì hết trơn á. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ làm cái món bánh pizza cho khách, bánh bột đâu, bột đâu, ai đây, bột đây. Nhiều lắm, còn mua hết rồi, đang bưng vô thiếu gì? Đây. Thiếu cái gì trắng trắng á, cái gì là cái gì đó? Cheese, phô mai. Cô đặt rồi đúng không? Tôi đặt chi rồi đúng không ta? Cô lại cô coi thử đi. Hết rồi. Rồi, tôi quên đặt rồi. Chờ tôi xíu tôi đặt nè, lại luôn. Nè, cô Simi ơi, tôi sẽ xếp bánh lên trên bàn cái này nè. Cô làm cho tôi nha. Đây nè. Đó, tôi xếp bánh em lên bàn thấy không? Dạ, để em quăng hộp ra ngoài sếp ơi. Trời, nhiều thùng quá. Đúng rồi, trời ơi, cô Simi hôm nay chăm chỉ, bạn thấy không? Nhân viên của tôi đấy không? Ủa, còn tôi sao? Tôi gọi là tôi cầm hàng như cái cô Simi kia, nãy giờ không thấy đâu hết trơn. Trời ơi, đi đâu có tiêu rồi? Hả, cô đi đâu từ nãy giờ? Hả? Tôi nhận hàng với một con khùng mà đó tôi làm gì? Thiếu chi. Ê, đừng đốt quán. Thiếu chi. Rồi, mua lẹ. Trời ơi, nhận hàng nhưng khùng rồi nó không làm việc. Tức ghê luôn á. Rồi đây, mua chi đây. Đây, tôi sẽ xếp bánh cho cô Simi nè. Đó, tôi xếp bánh nè. Rồi, xếp đi, tắt sắp đi về hết trơn rồi đó. Làm nhanh đi, cô Simi, làm nhanh đi. Chi đây. Rồi, tôi nghĩ thêm ít chi vậy là đủ rồi đó, không cần thêm đâu. Chi đây, sau lưng. Rồi, cô Sammy vô phụ cô Simi làm bánh nè, nhanh lên, bánh nhiều quá. Tôi đang lấy hàng. Quá, thôi ơi, hết chỗ để, tôi để xuống sàn nha, ai làm giúp tôi. Không, mở ra. Xúc xích đâu? Xúc xích kìa, có xúc xích mà. Có mà. Mới mua hộp luôn. Ủa sao đâu rồi, bỏ hộp mua rồi mà. Xúc xích đâu rồi? Ai nuốt rồi? Xúc xích đâu? Tôi lại quăng ra ngoài, xin lỗi sếp. Rồi, chưa, đầy đủ mà, mua đầy đủ. Trời ơi, đổ sốt ca ơi. Đổ ai đổ, xin lỗi, tôi xin lỗi. Trời ơi, sếp ơi, bao gì ơi, sếp ơi. Không sao, để sếp. tôi sẽ giúp cô gọi là chăm sốt ca. Đó. Ê, hình như là để xuống cái đất là không có tưới được, để xuống đất là không tưới được, phải để anh bàn. Cái gì làm vệ sinh dưới vậy? Không, tại hết chỗ để rồi, cô thông cảm giùm đi. Ok. Xuống. Okay. Cái gì vậy? Đấy rồi. Từ từ, cô tránh ra, để tôi. Tôi đi mà thôi, bánh nó bay giống như vậy bay vậy trời ơi. Trời ơi, nó cháy cái bánh rồi kìa, kẹt rồi. Trời ơi, bất ổn quá. Tôi xin lỗi cô Simi rất nhiều, tôi xin lỗi cô Simi rất nhiều. Thôi cái bánh này dục đi, tôi xin lỗi cô. Tôi trả cô đó, tôi xin lỗi. Trời ơi, sếp đừng làm vậy với em vậy. Trời ơi, cháy rồi. Tôi nổ luôn á, trời ơi. Bình cứu hỏa đâu, cô để tôi xíu. Cô Sammy kiếm tôi cái bình cứu hỏa coi. Xịt vô nhanh lên. Trời ơi. Cô xịt đi đâu vậy? Cô xịt ở bên ngoài, nó cháy bên ngoài nè. Cô tránh ra giùm tôi cái, để tôi. Dành xịt nữa. Trời ơi, cô xịt cái kiểu gì mà nó không tắt nữa chứ. Được rồi đó. Trời ơi, chắc là vô nướng được cái bánh không ta? Nướng được, yên tâm, không sao đâu, khách đây dễ lắm. Công nhận cái khách này chỉ có ăn nó nuốt thôi. Để tôi phụ cô, rải phô mai vô nè, bỏ xúc xích, cái này là thịt nè, ok. Rồi, tôi đang phụ nhiệt tình lắm, như bộ đó, rải xúc xích đồ kiểu cho nè, thấy không? Rồi. Ủa, chị đang cất đồ mà sao tự nhiên nó lên đâu kìa? Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đang cất luôn á, tự nhiên nó nhét vô luôn. Ôi, cô Simi, đừng buồn, không sao cả. Thất bại là mẹ thành công, mình làm lại được mà. Tôi đang nấu pizza phô mai, rồi bỏ vô cái miếng. Miếng hành. Thì tôi bỏ miếng hành vô ăn cho nó ngon thôi, chứ có gì đâu. Trời ơi, chắc là yêu cầu là pizza phô mai. Xin lỗi rồi, giờ tôi đem đi nướng bù, xin lỗi. Này dễ nè mọi người, ăn hôm nay là đi. Hôm nay là bếp phó chửi bếp trưởng luôn bạn ơi. Làm vậy là bị chửi đúng rồi. Gì đâu mà phải khóc lắm. Cô Sammy nói nhiều quá, cô bưng đồ ăn cho khách nè, xong rồi nè, nhanh lên. Trời ơi, tôi bận hết rồi, không bận đâu. Đau rồi. Ê, cô có tin là cô nói thêm một câu nữa là tiền lương của cô tháng này là biến mất luôn không? Tôi bận hết rồi nè, tôi đi vô chi vậy, đang hết rồi, hết rồi nè. Cái gì vậy? Bỏ lên cái dĩa đi. Cô bỏ bánh pizza lên cái dĩa. Pizza xuống mà cái miếng thịt nó vừa bay lên trời là sao vậy? Tôi là người chăm chỉ nhất ở trong này. Rồi khách bỏ đi hết rồi. Rồi cảm ơn khách.
Trong khách một ngày tồi tệ. Không sao, không sao, để tôi làm cho. Đây, lấy số phô mai nè, đó. Tôi là tôi chăm chỉ lắm. Cô Simmy ơi, cô vô, cô làm ơn, cô vô, cô mở giúp tôi một cái hộp sốt coi, tôi bị thiếu mất một hộp sốt rồi. À, vâng, tôi mở đây. Làm gì mà phải chăm chỉ, không có trốn luôn. Tôi xin chết quá. Cô, tôi thấy ngày hôm nay cô Simmy đã rất cố gắng, nhưng mà bếp trưởng với lại phó bếp tôi đã xăm rất cố gắng. Ủa, tôi cũng chăm mà sếp, tôi chăm quá trời luôn nè, đang ngồi gì giao hàng. Rồi rồi, cô chăm, cô chăm, xin lỗi. Rồi, đó, tôi chăm quá trời thôi. Thôi bình tĩnh, calm down, calm down, bình tĩnh. Simmy bình tĩnh nha, Simmy bình tĩnh nha. Bình tĩnh, hàng về đây. Cái mũ tôi đã dỡ thành cái mũ đầu bếp rồi, nó thành mũ gì á, ok. Rồi, ai muốn lấy gì lấy nha. Thôi rồi, có Sammy không cần order thêm đâu. Cô vô đây phụ tôi làm bánh đây nè. Đang thiếu bánh nữa nè. Ủa sao cái đang có gì chưa vậy? Ai scam tôi vậy? Rồi xong rồi scam rồi. Cô mua cái gì mà sao cái thùng mở ra không, bên trong không có gì vậy? Ủa từ sao cái bánh nó bay vậy? Từ từ cái gì đây? Cô đừng có quan tâm cái nhà hàng của mình, lâu lâu nó đập lại vậy đó, đừng quan tâm. Xin tôi đang nướng, cô đợi tôi xíu. Cái nhà hàng gì mà có mỗi cái khay là sao vậy? Xin lỗi, nhà hàng nghèo tiết kiệm đủ mua có mỗi khay đây à. Rồi đó, đây nè, bánh chín đây nè, cô Sam đâu rồi? Đi vô lấy bánh cho khách nè. Dạ không, đây tôi đang giao hàng, cái hàng này nó hết rồi. Cái cô Sammy này, cô đam mê đặt hàng online sao thấy cô đặt hàng nãy giờ đặt hoài luôn á. Trời ơi, tôi đặt trên Shopee đây luôn. Dĩa đây. Ok. Hay làm việc là thấy năng độ đó. Không sao, không sao. Đây. Mừng cho khách nè. Khách nào ăn món xúc xích ạ? Phải hai khách đeo mà. À đây khách này đây. Dạ, mời quý khách ăn. Ủa cái này đâu phải món tôi order. Ủa cái hình y chang mà. Ủa cái hình y chang mà anh này lực lộng. Sếp đánh người nè. Tức quá mà. Đúng ảo luôn á. Trời ơi, này bưng y chang rồi xong bảo không đây, phải. Đây, đồ ăn của quý khách đây. Đó, ôm anh tiền mình đó sếp ơi. Anh này đúng nè. Cái đó phải cho đưa đi. Cái đó phải cho đi ăn đừng quyền. Mày nhớ. Cái đó là mình không nên cho ăn pizza đó, mình phải cho ăn nấm. Dạ, pizza bất ổn quá. Sam nướng cái này. Để ăn nấm và ăn cá. Trời, tôi nướng luôn á. Ok. Đúng rồi. Trời phang hả? À không. Sếp cản luôn nghe, cái đầu sếp kỳ. Đây nhét vô để này hả? Đâu mà thả xuống cất ra. Để này hả? Ê, nó chín rồi. Ồ, cũng hài phết. Ok, bỏ đây, cái gì? Ủa, sao cái gì nó bay? Chị ơi, cất vô, cất vô. Sao mất rồi? Ủa, sao cái bánh pizza nó còn nằm trên cái khay mà cái hành nó bay vậy trời? Nó gì vậy trời? Cô tránh ra để tôi. Rồi đó, được chưa? Ủa, sao nó mất hành rồi? Sao nó mất hành rồi? Thấy khách bỏ về hết trơn. Lỗ mấy trăm đô. Lỗ quá trời lỗ luôn rồi trời ơi. Em khách đang chật nữa sếp ơi. Có người bảo em phải, cái này không phải của tôi order xong rồi mới ổng ăn luôn. Trời ơi. Không phải ông của anh order thì anh đừng có ăn. Thì anh ăn chi xong giờ anh kêu không phải anh order. Cái này đúng nghĩa là lừa. Lừa. Còn cái bánh này để tôi nướng luôn nè. Thôi tôi nướng cái bánh cuối cùng đi. Thôi tôi nướng cái bánh cuối cùng này đi cho bọn mình ăn đi. Mình đóng cửa tiệm ngày nay đi. Mệt quá. Sợ chết quá. Tôi thấy làm nghề này thấy nó sợ chết gì đâu. Bán đồ ăn mà khách vô khách ăn. Thế này bán đam mê mọi người chứ. Không đúng ý khách là khách không trả tiền đó, mà khách không trả tiền mà khách cũng ăn luôn mới ghê chứ đó. Rồi đúng sau rồi. Đó là mà mình bán còn lỗ đồ kiểu nữa, khách bỏ về kiểu buồn. Ngon quá vậy, nhìn ngon quá vậy, sẽ biết xúc không vậy? Muốn xúc lắm nhưng mà không xúc được. Trời ơi, khách ăn rớt dưới đất thì ông ơi, mình ăn rớt dưới đất nó trời. Không sao, không sao, cái bánh này lỡ rớt dưới đất rồi đem cho khách luôn. Rồi ăn đi, ăn. À, cần xúc xích, từ có thêm xúc xích đâu, bỏ thêm xúc xích lên mới được. Xúc xích đâu. Đây, nhét cho sếp ơi, đây, đẹp nhét cho. Rồi, bỏ thêm xúc xích lên nè. Ui, nhiều. Wow, nhiều xúc xích quá. Double xúc xích. Đó, đấy không? Có tiền. Không phải. Ủa gì?
cô Sammy dù gì cũng lỗi mình á, mình nấu không đúng món của khách này lỗi mình cô sao đâu. Trời ơi, nấu dư thà nấu thiếu mà nấu dư mà nấu cho mọi người ăn cái pizza cho đỡ buồn cái mới này. Thôi để mình nấu cái món này hợp với khách nè, món nấu món lù đạn mà cho khách ăn cho vừa. Khách đâu mà chơi chèn vậy sợ. Đây sao để em cho mình ăn. Ok. Đây đó, nói chung là một ngày tồi tệ chúng ta như vậy thôi nên thôi. Sao cô lụm cái dĩa dơ cho mọi người ăn vậy? Lộn, đây. Đâu ăn đây, tôi là chứ còn có cái pizza. Đó. Đó. Ê, dù gì cũng là cái bánh của bọn mình mà bọn mình xếp cho nó đẹp vô. Đây từ từ để tôi. Không, tại sao mà không bỏ gì mà topping vô? Bánh của mình mà bỏ gì topping vô? Đúng rồi, mình bỏ nhiều topping vô đây, lấy hết topping bỏ vô, hôm nay khỏi bán gì nữa, bỏ vô đi. Đúng rồi, bỏ topping vô. Bỏ topping vô nè. Pizza biết bay vậy? Lụm nè. Xách đâu? Bỏ vô nè. Xách đây. Lụm nè, bỏ vô luôn nè, đó. Bỏ vô càng nhiều càng tốt luôn. Nhiều vô. Đó. Bỏ hết luôn đi. Bỏ hết luôn. Được, nè. Đổ hộp nước sốt vô luôn. Đó, đổ vô luôn. Cái gì vậy sếp ơi? Rồi, cái bánh ấp xuống rồi. Ủa sao cái bánh rớt đất rồi? Sếp xúc cho tụi em chịu. Rồi, ơi. Rồi, từ cái bánh này chín chưa vậy? Chín rồi sếp, được mà. Chín tem rồi, đúng rồi, mà. Rồi, để anh dĩa nè. Đó, rồi. Rồi, okay. Rồi, giờ chúng ta cùng nhau thôi. Happy birthday. Thôi, chúng ta để cái bánh pizza bên dưới, chúng ta để cái dĩa lên trên đi. Thôi, thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát. Thôi được rồi. Nói chung là ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi mà hai cô cũng đã rất là nồng nhiệt làm việc. Cô Sammy thì đã chịu nghe lời hơn đi nhận hàng chăm chỉ làm việc tự động cái kiểu. Cô Simmy thì cũng đã biết quan tâm đến quán nhiều hơn, tập trung làm bánh và mang bánh cho khách một cách nhanh nhất có thể. Nói chung là tôi rất là cảm động khi mà hai cô đã trưởng thành rồi. Đấy, nhưng mà để tôi tổng kết tiền nha. Nói chung là ngày hôm nay thì tổng kết tiền là bọn mình bán được là tổng cộng là 120 đô. Wow. Bán quá trời gì mà 120 đô. Lỗ 900 đô. Wow. Ok. Chúng là không sao cả, bán được 120 đô. Ôi, vui được. Lỗ 900 tuy đô. Lỗ chứ khách vui là được rồi. Tuy có à, tầm hai mấy triệu với nhiêu không sao hết, hai mấy triệu à, không sao hết. Ôi, thôi được rồi, cô ok bạn ơi, vậy coi như ngày hôm nay thì mình với Sammy và Simmy bọn mình cũng đã tiếp tục làm tiếp buồn, cái series. Đừng buồn, tôi tặng xếp cái này nè. Tặng tôi con chuột hả? Con chuột luôn là một cái điểm vững chắc. Sao món quà của cô đặc biệt quá vậy? Hả cô Sammy? Con tặng cuộc sống mà. Con tặng cuộc sống mà. Ôi được rồi, tôi cảm ơn cô rất nhiều rồi. Cô hay, cầm rồi, cũng cảm ơn cô. Okay. Rồi, cầm trên tay. Ê, rồi. Tặng bằng xếp vừa cái nhà của con chuột nè. Hả? Bỏ con chuột vô lò nướng luôn. Ôi, dìa. Ôi, sao cánh tay, sao cánh tay tôi dài ra ơi. Sao cánh tay tôi dài. Tôi biết hình Luffy rồi, Trời ơi, cái gì? Ghê quá. Ăn trái gobo. Trời ơi, ăn cái bánh pizza xong tôi biết hình người cao su luôn. Trời ơi, ghê quá. Tôi ăn cái bánh pizza xong tôi biết hình người cao su luôn mấy đi. Ôi ơi bạn ơi. Và video này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series này để đem lại những tiếng cười thật là vui cho các bạn á, thì các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn vào nút like cái video này, cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho video của mình nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau nha. Bye. Rồi, ok.